Thai phụ tử vong bất ngờ sau khi vào phòng khám ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vào một phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh, thai phụ bất ngờ co giật, khó thở và tử vong sau hơn một tuần cấp cứu và điều trị ở bệnh viện. Chiều tối ngày 9 tháng 1, nguồn tin tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra sở đã chuyển hồ sơ vụ việc một thai phụ tử vong có dấu hiệu bất thường sang công an quận 10 và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 10 để tiếp tục điều tra và làm rõ. Người tử vong là nữ sinh năm 1980, tử vong khi đang mang thai 24 tuần tuổi. Thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 12, nhân viên phòng khám tên là TL, đóng trên địa bàn quận 10, đưa chị đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng khó thở, tím tái, hôn mê sâu. Theo lời của người đưa vào, trước đó ít giờ chị đến phòng khám trên để khám thai. Khi người nhà đã ra về, người phụ nữ bất ngờ lên cơn co giật và khó thở. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, trước tình trạng rất nặng của chị, thì các y bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, hồi sinh tim phổi. Bệnh nhân cũng được mổ lấy thai non ra ngoài vì tim thai đã không còn. Hơn một tuần sau đó, sản phụ được điều trị tích cực, tuy nhiên đã không qua khỏi. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, sau khi bệnh nhân mất ngày 2 tháng 1, bệnh viện đã chuyển thi thể của chị qua đơn vị giám định pháp y để khám nghiệm và xác định nguyên nhân tử vong. Vụ việc cũng đã được bệnh viện báo cáo cho Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.